Ok, hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình là Gà đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn phiên bản 1.21 tập tiếp theo. Và tập trước mình đã có đi vào lại Bastion để tiêu diệt Bitlin trả thù ha. Tại vì tập trước nữa mình đã bị Bitlin tiêu diệt và mất hết mọi thứ. À, cũng không mất hết mọi thứ cho lắm. Nói chung là mấy cái đồ Netherite thì vẫn còn ha. Rồi tập hôm nay mình sẽ làm gì? Như tập trước mình có nói ha, là tập hôm nay mình sẽ sửa lại chuồng Tattoo, cho mấy em Tattoo một cái chuồng cực kỳ rộng như là mấy con thú bên đây ha. Chuồng Sniffer với chuồng Nạc Đà thì to, mà cái chuồng Tattoo thì nó lại nhỏ. Với lại là Tattoo nó là một con mớp mới nữa, mà mình xây cho nó cái chuồng nhỏ như vậy á thì thật bất công ha. Rồi hôm nay mình sẽ sửa chuồng cho Tattoo nha. Và nhiều bạn bảo là nên giữ lại cái chuồng này, tại vì cái chuồng này nhìn khá là chill. Thì chỗ này rất là thích hợp để chúng ta xây chuồng Tattoo ha. Mình sẽ chặt hết cái chỗ cây này ra, sau đó là lắp đất. Còn về cái chỗ beacon á thì mình sẽ đặt khối vàng, block kính vàng lên cho nó chiếu ánh sáng vàng ha. Rồi hôm nay chỉ có một mục đích thôi, đó chính là xây chuồng Tattoo. Và tập sau mọi người muốn mình làm gì thì nhớ để lại comment ở phía dưới cho mình biết nha. Có thể là mình sẽ đi làm thành tích á. Đầu tiên là mình cần nhiều đất một tí để lát nữa mình lắp đất này. Bên đây vẫn còn đất này, đấy, rất là nhiều đất luôn. À đúng rồi, tập trước có vài bạn cho mình ý kiến là cái chỗ Bastion mà ít vàng á thì nó sẽ có vàng ẩn ở phía dưới mấy cái block mũi heo. Mình không biết là ở dưới nó có vàng cho nên là mình không có đào. Nếu mà mình biết thì mình đào rồi. Với lại là đào kiểu đó thì cũng mất thời gian. Với lại vàng nó cũng không có bao nhiêu đâu. Mình tới mấy cái chỗ Bastion mà nó có nhiều vàng á, nó sẽ ngon hơn đúng không? Lần trước mình không có đào mấy cái block đó ra thôi, mà mọi người bảo mình đần này nọ thì mình cũng buồn lắm. Nhưng mà không sao, nhờ vậy mình mới biết là ở dưới mấy cái block mũi heo á nó có vàng ha. Mình sẽ rút kinh nghiệm về sau, mình tới mấy cái chỗ Bastion đó ấy, mình sẽ đào thử để coi là nó có vàng không nha. Mà chắc là có rồi, mấy bạn bảo có mà. Nếu mà mình đào kiểu đó thì nó khá là mất thời gian. Mình muốn là đi tìm Bastion Chesu hay là Bastion mà nó có cái bệ vàng á, mình đào vàng cho nó đã luôn. Nên là mấy cái Bastion mà có hotlink á thì mình hay bỏ qua lắm, tại vì chỗ đó nó khá là ít vàng á. Rồi bây giờ là mình sẽ lấy thêm đất nung nha. Đất nung xám, đất nung trắng. Đất nung chỉ còn có 6 cục à. Để mình coi cái rương này nha. Đất nung hết thật rồi này. Có thể là mình sẽ qua bên vùng Mesa mình đào đất nung, chứ ở trong rương hết đất nung mất tiêu rồi. Hình như mình vừa nghe tiếng. À đây, thì ra là ổng. Cứ tưởng là ổng đổi thuốc súng chứ. Ổng mà đổi thuốc súng là mình đổi rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi chặt cây Savan nha mọi người. Thì mình mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ series sinh tồn của mình bằng cách là like mạnh cho mình ha. Mỗi tập chỉ cần các bạn like mạnh cho mình là mình có động lực lớn rồi. Gỗ Savan thì nó cũng dễ chặt thôi, nó không khó chặt lắm đâu. Mình chặt khoảng vài sợi tách gỗ Savan ha. Chắc là 5-6 sợi tách gì đấy là đủ rồi. Mình nhớ không nhầm là ở nhà mình vẫn còn gỗ Savan. Nãy giờ mình chặt được gần 5 sợi tách gỗ Savan. Ủa không, hơn 5 sợi tách chứ. Gần 6 sợi tách. Ok, mình sẽ dùng cánh để bay về nhà. Thế là gỗ Savan đã có. Chúng ta đến với nguyên liệu tiếp theo, đó chính là đất nung và cát đỏ nha. Cát đỏ hình như là mình cũng có một ít ở trong rương luôn. Để mình chét thử nha. Cát đỏ. Đây, mình có cát đỏ nè, lấy ra hết luôn nha. Rồi sau đó mình sẽ bỏ vào cái hộp sugar màu xanh. À không, bỏ vào cái hộp sugar màu cam mới đúng chứ. Hộp màu cam đựng nguyên liệu màu cam khá là hợp lý nè. Nhiều bạn cho mình ý kiến là mình có thể hoàn thành thành tích tiêu diệt gát ở ngoài Overworld bằng cách là khi mà mình chuẩn bị đi ra ngoài cổng á thì mình bắn con gát là sẽ thành công thôi. Ok, mình thử nha. Ở dưới đây có một cái cổng địa ngục nè. Và bây giờ mình phải Bitlin ơi, từ. Mình phải đứng ngay cái cổng địa ngục như vậy nè, rồi đợi con gát đi tới. Mà con gát nó có đi tới đâu. Mình đã hoàn thành. Lúc mà mình chuẩn bị đi ra ngoài á thì cái cổng nó cứ xoay không à. Đúng là làm đồng minh thật không dễ dàng. Không dễ dàng thật. Bây giờ mình sẽ lên trên cánh cổng này nha. Nó bay lên phía trên rồi. Cay thế nhờ. Thôi bỏ qua cái vụ con gát đi. Mình sẽ tới vùng Mesa. Lần trước mình đi tới vùng Mesa là mình bay ở ngoài hả? Mình nhớ là mình có dùng cổng địa ngục mà. Thôi thì chúng ta sẽ tạo một cái cổng địa ngục ở đây ha. Mình có đem theo hắc diện thạch mà. Về cái đất linh hồn này á thì nó có thể tạo ra được khô héo nha. Mấy bạn bảo vậy á, chứ mình cũng không biết nữa. Hình như là mình chưa dùng đất linh hồn để tạo ra khô héo lần nào luôn á. Ok, thế là mình đã có một cái cổng địa ngục. Cái gì vậy? Được của nó nha. Lòng farm scare. Đĩa nhạc, thuốc súng nữa nè. Ngon. Và đây là khu mỏ bo hòn gì vậy? Ê, chỗ này nhìn rộng ha. Scare.
À, khu rừng Swamp. Đây, có con sờ ke màu xanh này. Ê, nhiều Reaper lắm luôn á. Mặc giáp vào. Đừng nổ. Trời ơi, lấy cây kéo ra nè. Sau đó mình sẽ cắt nấm. Đó, thú vị vậy. Ê, thôi kệ nó đi. Nó như bò nấm vậy mọi người ạ. Mình cắt ra thì mình được nấm. Nấm ngẫu nhiên nha. Một là nấm nâu, hai là nấm đỏ. Nhiều khi có nấm nâu, nấm đỏ một lúc luôn. Ở dưới này khá là nhiều sờ ke màu xanh nha. Dạ, đây là vùng Swamp. Và lấy giấy ra chế tạo thêm pháo bông ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bay về hướng này thêm 1.000 lốc nữa. Để tới cái khu Mesa. Đào đất nung về, xây chuồng tattoo. Mình phát hiện ở đây có cái chỗ đền biển này. Tàn tích đại dương. Ghé vô coi thử có đinh ba hay không mà không có đinh ba. Ok, chúng ta đã tới vùng sa mạc đỏ. Cát đỏ thì chắc là mình đào thêm vài stack nữa. Cát đỏ nhưng nó lại là màu cam. Rồi, mình sẽ lấy một ít lá khô này nữa. Này là cành cây khô chứ lá khô cái gì trời. Nói mà cũng nói sai. À đúng rồi, tập trước có vài bạn bảo là tại sao mình không làm máy farm vàng mà đi farm vàng từ mấy con Pitlin. Thì mình cũng tính là xây máy farm vàng nhưng mà đứng AFK thì nó buồn quá. Đúng là xây máy farm vàng xong nó đã thật, mình đứng tại chỗ mình farm được nhiều vàng. Nhưng mà nó không thú vị bằng mình đi mình đánh Pitlin, kiểu như là vừa phiêu lưu mà vừa tìm vàng á. Nó sẽ hấp dẫn hơn là mình đứng mình farm. Mình biết xây máy farm vàng nha, chứ không phải là mình không biết xây. Ở phiên bản 1.20 thì mình có xây một cái máy farm vàng rồi. Và nó hoạt động rất là hiệu quả luôn. Không tin thì các bạn coi lại phiên bản cũ của mình đi. Mình có xây máy farm vàng mà. Nói chung máy farm vàng cũng dễ xây thôi, không có gì khó đâu. Mình chỉ là lười xây nên là mình không có xây. Đấy, chứ không phải là mình không biết xây. Trời ơi, ở trên mạng học một phát là xong thôi. Mình chơi Minecraft tới bây giờ mà mấy cái đó mình không biết xây nữa thì thôi á. Chỉ là mình lười xây thôi mọi người ạ. Với lại là mình là một người thích kiểu phiêu lưu khám phá hơn là xây máy farm. Cho nên là nhiều khi mình cũng lười xây máy farm lắm. Mình toàn thích xây máy farm đơn giản thôi. Một phần là do mình lười, một phần là mình xây cho có vậy á. Tại vì mấy bạn yêu cầu mình xây mà. Đã chơi thử thách sinh tồn là phải thực hiện thử thách sinh tồn của mọi người đưa ra chứ đúng không. Yeah, ngày tiếp theo trôi qua, mình đã tới được vùng Mesa để đào đất nung về xây chuồng cho tattoo. Cái cát với lại đất á, thì mình làm sàn, cho nên là mình cần nhiều một tí. Mình để sàn cỏ vẫn được, nhưng mà mình thích để đất nung với lại là cát đỏ vào, nó sẽ thích hợp hơn. Tại vì mấy con tattoo là nó thích sống ở những khu vực khô cằn, như là Sava nè, Badland, để những khu vực khô cằn như vậy nè. Ok, mình sẽ đào đất nung cam nha, là cái đất nung này nè. À không, này không phải là đất nung cam, đây là đất nung bình thường mà nó có màu cam ấy. Mình sẽ dùng tới cái đất nung này ha. Ở đây cũng có tattoo này, khá là dễ thương. Hello. Mình thấy con tattoo này dễ thương mà, với lại nó cũng hữu dụng nữa. Chế tạo được áo giáp cho sói, rất là hữu dụng luôn. Còn cái con sniffer thì mình thấy nó nó được cái to xác này, cũng dễ thương. Nếu mà con sniffer mà mình cưỡi được á thì nó hấp dẫn hơn đúng không mọi người? Phải chi nó cưỡi được cũng đỡ. Cái này nó chỉ cho mình hạt giống rồi để làm phẩm màu nè. Rồi cây ho đuốc nó không có phát sáng nữa. Hen. Tại sao cây ho đuốc mà nó lại không phát sáng được ta? Cái đó mình phải cài mod nó mới phát sáng được. Còn không thôi là nó không phát sáng được đâu. Ủa mưa? Sao mỗi lần mình tới Badland là nó mưa không à? Không hiểu thế giới này luôn á. Nãy giờ mình đào được khá là nhiều đất nung rồi này. Thôi mình trở về đây. Chúng ta về nhà thôi. Về nhà còn phải lắp đất này, chặt gỗ nè. Đấy, còn nhiều thứ để làm lắm. Mình đang ở đâu đây? Rồi cái chỗ này mình đập ra lại nha. Lấy lại hắc diện thạch chứ. Tạo cổng địa ngục kiểu này lời chết. Ở ngoài đặt có 10 lốc à. Vô đây đào ra được 14 lốc. Quá lời rồi còn gì nữa. Ê. Về nhà một cái là có người chào đón liền. Chào đón với tao. Hồi nãy mình có lấy đất thô bỏ vào rương không mọi người? Mình cũng chả nhớ nữa. Để mình coi thử nha. Cái rương đựng đất. Đất thô đất. À có rồi này. Đất thô. Nó khá là giống đất thường ấy, nên là cũng khó phân biệt. Rồi mình sẽ bỏ mấy cái lốc lên trên vào rương nha. Rồi mình sẽ sang bằng cái chỗ này nha. Let's go. Oh.
Ok, xong rồi, bây giờ mình sẽ làm cái cổng trước nha. Mấy cái chuồng kia thì mấy con động vật nó to ấy, mình xây rộng ra. Còn con tattoo này thì nó nhỏ xíu à, mình xây rộng như vậy là được rồi. Mình phải canh hai bên cho nó đều. Đấy, đều như vậy là ok rồi. Sau đó đặt gỗ vào, cho cao lên 4 lóc nữa. Thường là mấy cổng kia mình cho cao lên tới 7 lóc lận. Tiếp theo mình sử dụng đất thô với đất nung để làm phần cổng ở phía trên. Nhưng mà cái đất thô này nó không bám vào mấy cái khối gỗ này. Như là bên kia mọi người thấy đất thô nó bám vào cát đúng không? Mình để như vậy cũng được. Mình sẽ đặt vào như vậy. Đặt ngang qua. Rồi đặt cao lên một tí. Sau đó mình đặt thêm đất nung vào. Phiến thì mình sẽ sử dụng tới phiến gỗ sồi. Gỗ sồi không hợp cho lắm. Gỗ savan đi. Mình sẽ đặt vào chỗ này, chỗ này và chỗ này. Lấy một ít cây khô ra, mình sẽ trang trí ở phía trên. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ sử dụng gỗ savan chế tạo thành cầu thang gỗ savan này. Xong rồi mình sẽ đặt hàng rào gỗ sồi vào. Các bạn thấy cổng này ok chưa? Mình thấy như vậy là ok lắm rồi ấy. Nhỏ gọn, đơn giản. Chúng ta sẽ làm tường thành hai lóc nha. Tường thành thì mình làm giống mấy cái chuồng kia luôn. Ok, xong rồi. Chúng ta đã có một cái tường thành rộng như vậy. Ui, Ripper kìa. Ui, lắm Ripper vậy. Ngủ thôi. Công đoạn tiếp theo đó chính là lắp phiến vào. Phiến thì mình dùng gỗ sồi nha. Gỗ sồi mình tách ra. Sau đó là chế tạo. Rồi, hai sợi tách phiến là đủ rồi. Gỗ thì mình để như vậy luôn nha, mình không có bóc vỏ ra. Lắp phiến vào là xong rồi. Rồi bây giờ chúng ta đến với công đoạn lắp sàn. Mình sẽ sử dụng đất nung với lại là cát đỏ ha. Cũng trừ một tí đất ra luôn nha mọi người, chứ đừng có đặt vào hết. Nếu mà đặt vào hết thì nó hơi xấu ấy. Ôi, nhanh vậy. Có đào nhanh đây lợi thật á, cực kỳ nhanh luôn. Rồi chỗ này mình cũng đào ra hết. Xong rồi thì mình sẽ lắp cát đỏ vào nha. Tattoo thì nó không có nhảy ra, cho nên là cứ xây thoải mái ha. Đừng có sát cái tường thành quá, sát tường thành thì nó xấu ấy. Một cái núi mini như vậy là được rồi. Thế là một bên cát đỏ đã có ha. Chúng ta qua bên cái chỗ đất nung. Phần này thì chúng ta cứ đào ra hết luôn. Ái chà. Thiếu đất nung rồi. Phải. Thôi cái phần này á, mình cho thêm đất nung trắng vào. Sau đó là đất thô. Mọi người thấy ok không? Mình vẫn còn dư một tí đất nung trắng nè. Mình kết hợp vào. Rồi sau đó là đất thô ha. Mọi người thấy như vậy là được chưa? Vừa đất nung nè, vừa cát đỏ. Rồi bây giờ mình sẽ trồng mấy cái cây khô này vào ha. Không thể thiếu cây khô nha, nếu mà thiếu cây khô thì nó không phải là vùng Badland. Cái chuồng tattoo này mình chả biết trang trí cái gì vào nữa, nên là mọi người cho mình ý kiến nha. Mình làm cái biome xanh tươi thì nó không có hợp lý cho lắm, tại vì mấy con này nó ở vùng khô cằn mà. Mình cho mấy cái cục đá vào đi ha. Đúng rồi. Mình sẽ vào trong nhà chế tạo một tí đá. Đây, vẫn còn rất là nhiều đá này. Chắc là mình trồng thêm một hai cây savan lên cho nó đẹp ha. Rồi sau đó mình chế tạo thêm một tí cầu thang đá cuội luôn. Đơn giản như vậy thôi, mọi người thấy ok chưa? Rồi chúng ta trang trí thêm cột đèn vào ha. Cột đèn thì làm cũng như bình thường thôi. Ý, hết hồn ba tưởng Ripper. Đây, lấy hết đuốc này ra luôn ha. Rồi lấy sắt ra này. Sắt thì có đài luôn.
chế tạo thành hạt sắt hết luôn. Và sau đó là ê, sao mình chế tạo như vậy? Rồi sau đó là chế tạo lồng đèn ha. 41 cái lồng đèn vải lồng, 41 cái. Trời ơi, chế tạo nhiều dữ, để dành hay sao vậy? À mà cũng đúng, để dành luôn. Mấy em tattoo này thì ăn mắt nhện, lát nữa mình sẽ dùng mắt nhện để sinh sản thêm vài em tattoo nữa ha. Lồng đèn thì mình đặt ở ngoài đây hai cái, ở bên đây hai cái luôn. Sau đó là một cái mình treo ở đây và một cái mình treo ở đây. Lồng đèn thì mình làm bình thường thôi, nhưng mà lần này mình sẽ làm khác biệt một tí, mình đặt hai cái hàng rào như vậy luôn. Rồi sau đó là mình đặt cửa sập qua, sau đó là đặt hai cái lồng đèn xuống. Đấy, nó không đụng đầu nha, mình thấy như vậy là ok rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ đặt một cái dàn giáo ở đây nha, và một cái dàn giáo ở bên đây. Sau đó là đặt hai cái thùng lên, để thùng như vậy, khi nào mà mình có vảy tattoo á thì mình sẽ để vào cái thùng ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong nhà cắt đồ, sau đó là mình sẽ lấy mắt nhện cho tattoo sinh sản ha. Rồi rồi rồi, tới lúc chúng ta đưa mấy em tattoo vào chuồng mới. Chắc là mọi người không cần phải chấm điểm chuồng tattoo này đâu, tại vì nó cũng giống mấy cái chuồng kia mà, chỉ là ở phía trong mình trang trí khác một tí thôi. Mấy cái chuồng về sau mình cũng làm vậy nha. Chào mừng tụi mày tới với chuồng tattoo mới. Ủa mà sao mình thấy nó tối vậy ta? Chắc là phải để thêm vài cái lồng đèn vào nữa. Xong rồi, mình sẽ cho tattoo sinh sản nha. Đấy, tattoo con, cho nó ăn hết luôn. Mình có nhiều mắt nhện mà. Rồi còn một ít mình bỏ vào cái rương nha. Còn về cái chuồng tattoo cũ này á, thì mình cứ để như vậy ha. Mình mở cửa cho mấy ông dân làng vô đây mấy ông chơi. Coi như đây là cái công viên cây xanh đi. Thấy hợp lý chứ bộ, làm công viên cây xanh cũng hợp á. Và chuồng tattoo thì mình sẽ trang trí thêm một ít lồng đèn vào nữa ha. Và mọi người muốn mình trang trí cái gì ở trong này nữa thì nhớ để lại comment ở phía dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn mọi người vào video Minecraft lần sau.